Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, xuất phát từ những lý do khác nhau mà một số người có ý muốn theo dõi, xâm phạm vào đời tư cá nhân của người khác. Cụ thể đó là hành vi như tìm cách theo dõi định vị, nghe lén cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn. Và để đạt được những mục đích này thì không ít người đã thông qua mạng xã hội tìm đến các dịch vụ bán hoặc là cho thuê phần mềm theo dõi điện thoại để rồi biến mình thành con mồi cho những kẻ lừa đảo. Tình huống sau đây đã được chúng tôi tái hiện lại dựa trên câu chuyện có thật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyện xảy ra hồi mấy tháng trước, thời điểm đó thì chồng tôi ảnh thường xuyên vắng nhà lắm, ảnh nói là phải đi công tác. Nhưng mà lúc đó tôi đã không có tin tưởng chồng mình, rồi cứ nghi ngờ lung tung này nọ. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây á. Dạ em nghe nè anh ơi. Chiều nay không có về được, công việc của anh gặp trục trặc. Hai ngày nữa sắp xếp về với em nha. Cái gì? Anh đi công tác hơn một tuần rồi đó. Anh cũng đâu có muốn đâu em, tại vì công việc của anh trục trặc thiệt mà. Anh có mua quà cho em nè, để anh về anh tặng em nha. Em biết rồi, vậy thôi á. Thời gian gần đây thì chồng tôi cứ đi công tác suốt, mà tính của chồng tôi thì cũng ít khi tâm sự chuyện công việc với vợ lắm, cho nên thành ra tôi không biết gì hết. Lúc đó thì tôi mới bắt đầu sinh nghi là có khi nào ổng có người khác ở ngoài hay không. Mà cách duy nhất để mình rõ ràng chuyện này là phải coi được cái điện thoại của ảnh, chứ mà không có cách nào khác nữa hết á. Mà kẹt cái gì nè, bình thường chồng tôi anh không có thích ai đụng vô điện thoại hết á. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ chứ, công nghệ bây giờ rất là hiện đại, cho nên á, tôi nghĩ chắc là nếu như mình không đụng được vô điện thoại thì cũng phải có cái cách nào đó để mình xâm nhập được vô điện thoại của chồng chứ. Cho nên là tôi cứ lên mạng tìm thử coi sao, ai ngờ là có thiệt. Thì tôi nhớ là lúc đó tôi có click vô một cái trang web, trên trang web đó ghi là chuyên cho thuê phần mềm định vị, nghe lén cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn. Có lý à nha. Nếu như khách hàng có nhu cầu thuê phần mềm, xin vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp. Mình có nên thử không ta? Thôi cứ để số điện thoại thử đi. Một phần là mình cũng tò mò, một phần là cũng bởi vì nghi ngờ lo lắng này nọ cho nên thành ra mới tìm cách theo dõi điện thoại của chồng. Sau khi mà tôi để lại số điện thoại trên trang web thì khoảng 5 phút sau à, nhanh lắm, thì có một người mới gọi điện thoại cho tôi. Dạ alo. Chào chị ạ, em là Quắc á, là nhân viên bên cho thuê phần mềm theo dõi điện thoại á chị. Em thấy mình có để lại số điện thoại trên trang web của em á, hình như là mình có nhu cầu thuê phần mềm đúng không chị? À, dạ đúng rồi anh. Nhưng mà anh ơi, anh cho em hỏi là thuê phần mềm định vị là sao anh? Em chưa có hiểu lắm. Để bây giờ em giải thích rõ cho chị hiểu ha. Có nghĩa là cái việc mà theo dõi thiết bị điện thoại á, thì mình sẽ có thể nắm được cái thông tin định vị nè chị. Rồi cái các cuộc gọi và các tin nhắn của người bị theo dõi luôn á chị. À, nghe cũng hay quá ha. Nhưng mà anh ơi, anh cho tôi biết là cửa hàng mình hiện đang ở đâu vậy anh? Để chiều nay tôi ghé tôi mua cái thiết bị theo dõi đó luôn. À, dạ không phải thiết bị đâu chị ơi. Tại vì cái việc theo dõi bằng điện thoại người khác á, thì phải cần đến công nghệ cao á chị. Mà phải có chuyên gia phần mềm hack vào điện thoại của người bị theo dõi nữa. Cho nên là bên em không có bán thiết bị. Mà chỉ là cho khách hàng thuê phần mềm thôi á chị. À, nếu mà chị sử dụng á, thì bên em sẽ hỗ trợ chị xuyên suốt quá trình sử dụng luôn. Ý của cái anh nhân viên đó nói á, là bây giờ hãy mà muốn theo dõi định vị, muốn nghe lén cuộc gọi từ điện thoại của người khác á, thì tôi phải thuê một cái phần mềm của bên họ để sử dụng. Tại vì á, là họ phải hack vô điện thoại gì đó, nói chung là thuộc về mấy cái công nghệ cao, cho nên là mình không có tự sử dụng được mà phải có chuyên gia bên họ hỗ trợ. Nhưng mà trước tiên á, chị cho em biết là cái mục đích mà chị theo dõi điện thoại là gì á chị? Để em có thể tư vấn cho chị cái gói phần mềm mà nó phù hợp, nó hiệu quả với lại nó tiết kiệm chi phí cho chị á. Tôi cũng nói thiệt với anh là chồng tôi á, ảnh hay đi công tác xa mà
ảnh đi lâu lắm. Cho nên là tôi... Nói chung là tôi thấy cũng lo mà tôi cũng không yên tâm nữa. Dạ, em hiểu rồi. Theo em nghĩ là chị phải theo dõi sát sao các tình hình nè. Ví dụ như là cái định vị của anh nhà chị là chị sẽ biết được là anh đang ở đâu nè. Rồi chị sẽ xem được cái lịch sử mà vị trí của ảnh là ảnh từng đến những cái nơi nào. Sau đó chị có thể nghe được tất cả các cuộc gọi của ảnh luôn. Và tất cả các cuộc gọi qua mạng xã hội luôn đó chị. Khi mà điện thoại của chồng chị nhận được tin nhắn á, thì đồng thời bên điện thoại của chị cũng sẽ có thông báo tin nhắn luôn. Đó, chị sẽ âm thầm nè, chị theo dõi được toàn bộ cuộc trao đổi qua tin nhắn giữa chồng chị và người khác luôn á. Nói chung là chị sẽ nắm được hết toàn bộ cái việc liên lạc giữa chồng chị và người khác. Ok. Vậy bây giờ anh cho tôi biết là chi phí là bao nhiêu đi anh? Dạ, bên em á, thì tính theo giá thuê phần mềm á chị. Dạ, ví dụ ở trường hợp của chị á, thì mình có thể thuê theo cái gói là theo dõi điện thoại bao gồm là cả định vị nè, nghe cuộc gọi nè, rồi mình có thể đọc được tin nhắn luôn nè. Là chi phí thuê bên em á, là một tháng á, sẽ là 20 triệu á chị. Còn nếu mà chị thuê một gói 3 tháng á, thì em sẽ lấy chị là 50 triệu. Cái gì? Sao giá cao dữ vậy anh? Thôi chắc anh cho tôi suy nghĩ lại nha. Để tôi coi làm sao, rồi có gì tôi liên hệ lại cho anh ha. Dạ, vậy có gì thì chị cứ tham khảo thêm đi ha. Nếu mà chị cần thuê dịch vụ thì liên hệ số điện thoại này cho em nha chị. Lúc đó thì tôi thấy có hai cái vấn đề vậy nè. Thứ nhất á, lỡ mà chồng tôi ảnh biết tôi nghi ngờ ảnh thì ảnh lại giận này nọ, vợ chồng lục đục mệt lắm. Thứ hai á, là giá cả cũng cao quá, thấy xót tiền nên thôi tôi cũng bỏ ý định. Thì hai hôm sau, tới cái ngày mà chồng tôi về á, thì tôi cũng nấu cả mâm cơm mấy món ảnh thích, rồi mua trái cây này nọ về chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ đợi ảnh về thôi là dọn cơm lên ăn. Vậy đó, mà cuối cùng thì mọi chuyện lại không được như tôi mong đợi. Alo, em nghe nè chồng ơi, anh về tới đâu rồi? Dạ hả? Anh xin lỗi nha, anh không có về được rồi. Anh với đồng nghiệp á, đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về á, thì sếp tổng ông ra tới đây ông mới gọi điện nè. Sẵn tiện á, ông hẹn mấy anh em á, tối nay đi nhậu luôn. Sao mà hoài luôn á, anh đi hơn cả tuần nay rồi. Thôi mà, anh xin lỗi vợ nha, anh cũng đâu có muốn đâu, chuyện đột xuất mà em. Với lại á, anh mới lên chức, chẳng lẽ bây giờ á, sếp rủ đi ăn nhậu rồi anh không đi, ai coi ra gì. Anh có mua quà cho em nè, ngày mai anh về. Anh cứ suốt ngày anh lý do hoài luôn á, lần nào cũng lấy cái lý do này hết trơn á. Thôi mệt quá à, anh muốn đi đâu đi. Mình thì ở nhà lo cơm nước, sáng sớm lại lo đi chợ mua món ngon về nấu cho chồng, chuẩn bị sẵn sàng hết. Tự nhiên một cuộc gọi báo không về là không về. Thiệt sự lúc đó là rất là bực bội, tâm trạng khó chịu vô cùng. Chính vì như vậy cho nên là tôi càng nghi ngờ chồng hơn nữa. Thì đúng lúc này thì tôi mới nhận được một cuộc gọi của cái anh nhân viên mà hôm trước giới thiệu phần mềm theo dõi điện thoại đó. Ai gọi nữa vậy trời? Dạ, chào chị. Em là Quốc, nhân viên bên dịch vụ theo dõi điện thoại. Hôm trước em có tư vấn cho chị á, chị nhớ em không? À, tôi nhớ ra rồi. Dạ, hôm nay em gọi điện thông báo với chị á, là hiện tại bên công ty em á, vừa ra mắt một cái gói thuê phần mềm mới á chị. Giá rất là mềm luôn. Tại vì lúc trước á, em tư vấn cho chị á, là một tháng sẽ là 20 triệu đúng không? Thì bên công ty em cũng nhận thấy á, có nhiều khách hàng á, họ cũng e ngại cái phần giá này á, cho nó cũng hơi cao. Nhưng mà em nói thật sự với chị luôn là tại vì không thể giảm giá được á chị. Bởi vì chị biết làm sao không nè. Đầu tiên á, là cái chi phí vận hành phần mềm á, và chi phí hacker nữa, tụi em trả rất là cao luôn á chị. Nên cái mức giá không thể giảm được nữa. Bây giờ tụi em sẽ giảm cho chị là giảm cái thời gian sử dụng lại. Tại vì khi mà giảm thời gian sử dụng á, thì cái gói thuê nó cũng rẻ hơn á chị. Tức là thay vì lúc trước nè, ví dụ như mà chị thuê một tháng đi là sẽ 20 triệu, thì bây giờ mình chỉ thuê là khoảng nửa tháng thôi, là tầm 15 ngày á chị. Là nửa tháng á chị, là cái mức giá mình nó sẽ hợp lý là ở mức 8 triệu á chị. À, vậy là tức có nghĩa là bây giờ thay vì tôi thuê một tháng với giá là 20 triệu
Thì bây giờ bên anh với cái giá ưu đãi á là thuê chỉ nửa tháng thôi, nhưng mà chỉ có 8 triệu, có đúng không anh? Dạ, đúng rồi đó chị. Nhưng mà em nghĩ nè, với cái trường hợp của chị luôn á ha, là chỉ cần thuê nửa tháng thôi. Tại chị biết sao không? Trong nửa tháng đó là chị có thể nắm được tình hình của chồng chị là có ngoại tình hay không rồi. Chị không cần phải thuê một tháng đâu, nó tốn nhiều tiền lắm, mất công lắm á chị. Nghe thì cũng được đó. Nhưng mà anh ơi, khi mà tôi thuê cái phần mềm đó rồi á thì sử dụng sao anh? À dạ, vậy á, bây giờ em sẽ đưa cho chị một cái ứng dụng nè. Chị chỉ cần tải cái ứng dụng đó về ha. Sau đó chị cho em xin thông tin về số điện thoại của chồng chị nè, cái tài khoản mạng xã hội, rồi với lại mấy cái thiết bị sử dụng của dòng điện thoại của chồng chị là tên gì á. Sau đó hacker bên em sẽ âm thầm xâm nhập vào rồi cài đặt cái phần mềm vào điện thoại của chồng chị. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thôi là cái điện thoại đó sẽ được tụi em kết nối nè. Rồi toàn bộ thông tin theo dõi sẽ được cập nhật liên tục trong ứng dụng luôn. Chị chỉ cần bấm vào cái ứng dụng đó thôi là chị sẽ xem được hết luôn. Ủa, nghe sao đơn giản quá vậy ta? Nhưng mà anh ơi, mấy anh á cài cái phần mềm gì đó vô cái điện thoại của chồng tôi á bằng cách nào? Tại vì hiện tại bây giờ mấy anh đâu có lấy được điện thoại của ảnh đâu, mà ngay cả bản thân tôi cũng đâu có lấy được, tại anh đâu có ở nhà đâu. À, cái vấn đề này á thì chị không cần phải lo đâu. Tại vì bên em á là dùng công nghệ cao á chị. Tụi em âm thầm, tụi em xâm nhập vào, tụi em cài đặt từ xa luôn, là chồng chị sẽ không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì luôn. Vậy bây giờ anh có thể gửi cho tôi coi cái ứng dụng đó được không? Tôi phải coi thử coi là nó có dễ xài hay không. Khi mà coi xong rồi á, tôi chuyển khoản cho anh luôn. Dạ rồi, vậy bây giờ thì em sẽ cúp máy ha. Xong rồi sau đó em sẽ nhắn tin cái tên ứng dụng qua cho chị. Chị tải về, chị tham khảo giúp em nha chị. Dạ rồi, ok anh. Sau đó thì cái anh nhân viên đó, anh mới nhắn cho tôi tên cái ứng dụng, tôi mới tải về coi thử coi sao. Đúng thiệt là cái ứng dụng đó trình bày rất là dễ hiểu, nhìn vô là biết cách xài à, nói chung dễ sử dụng lắm. Thật ra tôi hỏi cái ứng dụng chủ yếu là để coi thử coi sao, để coi họ có đáng tin hay không này nọ thôi. Nhưng mà lúc đó thì nói chung tôi thấy cũng ổn, thấy có vẻ làm ăn đàng hoàng, có ứng dụng trình bày rõ ràng hẳn hoi. Thì tôi nghĩ chắc là họ không gạt mình đâu, thì nói chung lúc đó mình cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Ở cuộc gọi lần trước, chị Kim đã từ chối việc thuê phần mềm theo dõi điện thoại với lý do là mức chi phí cao. Nhưng trên thực tế, với cuộc gọi đầu tiên, Quốc cố tình đưa ra mức giá tương đối cao, mục đích là để thăm dò mức tài chính của con mồi. Nếu nạn nhân là người có điều kiện khá giả thì rất có thể sẽ sẵn sàng đồng ý mức giá lên đến hàng chục triệu đồng. Nếu điều kiện kinh tế thấp hơn thì chắc chắn sẽ từ chối. Và dĩ nhiên, sau bước thăm dò này, Quốc đã cơ bản nắm được tình hình tài chính của chị Kim. Chính vì thế, hắn ta cố tình liên lạc lại và lần này đưa ra gói thuê phần mềm với mức giá thấp hơn nhiều so với giá ban đầu, nắm chắc việc thuyết phục nạn nhân đồng ý sử dụng bằng những lời hứa hẹn đánh vào tâm lý nạn nhân. Alo? À, dạ chị ơi, chị coi cái ứng dụng cho chị thấy như sao? Tôi coi rồi, nói chung là cũng được đó. Nhưng mà anh ơi, anh cho tôi hỏi là công ty trụ sở của mình đang ở đâu vậy anh? À dạ chị ơi, do cái văn phòng bên em á là chỉ có văn phòng chăm sóc khách hàng ở khu vực phía Bắc thôi, còn cái công ty á thì đặt ở nước ngoài, với lại tất cả các hacker đều là người nước ngoài hết đó chị. Máy chủ cũng đặt ở nước ngoài luôn, để cho sóng và mạng ở trong nước nó không bắt được cái phần mềm của mình á, nó mới hoạt động tốt với lại không bị phát hiện á chị. Còn nếu không á, trong quá trình mà sử dụng á nha, là bên khách hàng với lại bên em á đều có một nhân viên túc trực hỗ trợ xuyên suốt luôn, chị đừng có lo, yên tâm đi. Dạ rồi, ok. Vậy bây giờ anh gửi cho tôi số tài khoản đi, rồi tôi chuyển khoản qua là cho anh liền ha. Dạ rồi, để bây giờ em nhắn số tài khoản cho chị ha. Dạ. Khi mà chị chuyển khoản cho em xong á thì trong vòng 3 tiếng sau á là ứng dụng sẽ được kích hoạt. Sau đó là mọi thông tin của anh nhà chị á sẽ được theo dõi hết luôn, chị chỉ cần dẫn ứng dụng là chị xem được hết á. Ok, rồi dạ. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi. Sau đó thì tôi mới chuyển 8 triệu đồng cho bên các anh nhân viên đó. Đồng thời tôi cũng nhắn thông tin về số điện thoại, tài khoản mạng xã hội rồi tên thiết bị điện thoại của chồng tôi cho ảnh. Tại vì ảnh nói là phải cung cấp những thông tin đó thì mới hack xâm nhập vô điện thoại của chồng tôi được. Cho tới tận cái lúc đó nha là tôi vẫn chưa nghi ngờ gì hết. Nhưng mà rồi thì sau đó mọi chuyện mới dở lẽ ra. Lâu dữ rồi ta, sao chưa thấy cái gì hết rồi hả? Gọi điện cho ổng thử coi.
gọi hiện không liên lạc được. Ủa đúng số điện thoại mà ta. Sao gọi không được? Cách đây mấy tiếng còn nói chuyện điện thoại với ổng, mà giờ gọi không được là sao? Lạ. Với lại cái ứng dụng này lúc nãy ổng dặn mình rõ ràng là khi mình chuyển tiền cho ổng rồi là đúng 3 tiếng đồng hồ là mở cái ứng dụng này là lên là mình sẽ cập nhật được thông tin của chồng mình, mà sao giờ hơn 4 tiếng đồng hồ rồi cũng chưa thấy gì là sao ta? Thôi chết rồi, chết tôi rồi. Trời ơi là trời, không tìm được thông tin của chồng mà bây giờ còn bị mất tiền nữa. Chết rồi, giờ sao đây? Bị lừa rồi. Thực tế hiện nay, những kẻ xấu đã nắm được tâm lý của một số người muốn theo dõi người khác. Thế nên bọn chúng đã đưa ra các dịch vụ theo dõi điện thoại hòng để chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Chứ trên thực tế thì bọn chúng sẽ không cung cấp dịch vụ theo dõi điện thoại cho nạn nhân như đã hứa, thưa quý vị. Trong một số trường hợp, kẻ gian còn tạo đường link giả có thông tin định vị về người mà nạn nhân muốn theo dõi để lấy niềm tin, và từ đó nạn nhân sẽ đồng ý chuyển tiền. Người dân phải hiểu và xác định việc cài đặt các phần mềm theo dõi, giám sát đời tư của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện, sẽ bị xử lý, thậm chí là xử lý hình sự. Bên cạnh đó, người dân không nên đặt niềm tin vào các trang mạng quảng cáo mua các sản phẩm ưu việt như là nghe trộm điện thoại hay là giám sát để tránh mắc bẫy các đối tượng. Ngoài ra, người dân không nên chia sẻ hay là cung cấp mật khẩu các thiết bị điện tử cho người khác. Nếu như nhận thấy có dấu hiệu bị giám sát hay nghe lén thì cần phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ xin gửi về địa chỉ truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ, con Huy xin chào và hẹn gặp lại.